Giờ thắm lưới nha các bạn. Lưới nãy thấy cá quẩn quá trời nè. Lưới đêm nè. Tay lưới này mới giăng hồi chiều á. Mà dính cua quá trời các bạn. Có con cua nè. Có con cá trê. Để chút xíu thì đập con cua đó mới được. Cá trê, cá trê. Cái trời viên cua nữa kìa. Cái trời thì cái trời vàng nha. Cái tri vàng rồi, cái tri vàng lai lưới ba màng và nó dính các bạn, lưới ba màng nè. Lưới vàng thì nó cuốn cuốn tùm lum, nó vô đây là nó cứ lưới một màng là khó dính lắm. Xe lưới luôn á. Lên thì để nó rớt. Nó bay ra ngoài á. Cua. Này lưới lỗ 2 phân các bạn. 5 chiều dân 50 mét. Sợ nhất là cua, trời ơi. Dân lưới ở quê lúc này sợ nhất là cua các bạn. Cắn ra lách lưới trơn à. Mà gặp lưới ba màng nữa. Mà không giăng á thì không có cá ăn, còn hỏi giăng thì dính cua. Cua kinh khủng luôn. Xe bỏ luôn à. Sạc tổ tổ không sang với một đống cua cho chết. Trước cái gì cua nữa nè.
lưới giăng dính cua coi như ta lưới đó giăng được 5 là thường, ta lưới giăng được 5 trời ơi cua, trời ơi cua, tí xíu tôi quay trở lại mình gỡ cua nữa. Trời ơi cua, trời ơi cua, trời ơi cua, dính thằng tính dần thêm tờ lưới nữa, trời ơi cua, trời ơi cua, trời ơi cua. Giang đã gỡ cua chắc chết. Thì năm nay ở miền Tây nước không có lớn dữ các bạn, thì chắc vài năm nay chắc không còn nước luôn. Thì nghe thông tin thì Campuchia đang đào một kênh đào từ trong Phnom Penh sang biển Sihanouk á. Khi mà đào cái kênh đó rồi là coi như miền Tây te tua, đồng bằng sông Cửu Long te tua, không còn nước nữa, nước ngọt không còn luôn, có thể xâm nhập mặn luôn. Thế đó, sẽ không còn những mùa lũ như thế này nữa. Như vậy sau mùa lũ thì vẫn là những kỷ niệm các bạn. Ngày xưa thì miền Tây sợ lũ lắm, còn mấy năm nay là không có lũ là buồn. Đây không có cá mắm gì hết. Nó sặc nhiều. Rồi hết rồi. Cây luôn rồi thôi hết cá rồi các bạn ơi, giờ quay lại để mình xử mấy con cua, tính giăng thêm tay lưới nữa mà dính cua quá. Rồi thôi nha các bạn, thì giờ mình đi thăm 50 mét lưới, tính giăng thêm một tay nữa mà thấy nguy hiểm quá. Được cho đây cá các bạn. Thì miền Tây mùa này các bạn ra lão đảo xíu là có cá ăn rồi. Mấy cái rô bụng quá, chắc vô mần quá. Rồi thôi các bạn, để mình tắt máy mình đắm mấy cua các bạn. Rồi bà, như đây cá nè. Đi lên hồi nãy tính lấy tay lưới tính xuống giăng, nhưng mà thấy cua quá. Không còn cái trô. Cái rô chết hết trơn thường thường. Đừng có cái trời sống các bạn, dưới cái chốt. Mình ớt kìa. Đây có ớt. Đây chịu ra cắm ớt, có ớt.
Hello. Con cá là chết hết rồi các bạn. Cá đã chết hết rồi. Đi lâu, nãy đi rủ thì xuống không đi lâu. Đi lâu. Sưng tay hết lâu, sưng cái ngát luôn. Sưng dữ gì lâu. Hử? Bị sưng các bạn, bị sưng dưới đây à. Gắn ăn nha. Để vài bữa nó hết à. Nghỉ đi.